Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm cho một cái nhân vật trở nên nổi bật ở trong bức ảnh bằng cách là thay đổi cái màu sắc cho trang phục của nhân vật ở trong ảnh, đồng thời là dìm cái hậu cảnh để cho nhân vật trở nên nổi bật hơn. Thế để bắt đầu thì chúng ta sẽ mở một cái bức ảnh mà chúng ta muốn hiệu chỉnh, sau đó thì chúng ta sẽ làm cái bước đầu tiên là chúng ta convert cái bức ảnh sang thành Smart Object để đảm bảo rằng là mọi hiệu chỉnh của chúng ta nó không tác động và không làm thay đổi cái gốc. Thế để thực hiện việc này thì rất là đơn giản, là ở trong Layer Panel thì các bạn chỉ việc là chuột phải vào cái vùng trống ở đằng sau tên của cái layer này, và sau đó thì chúng ta chọn lệnh là Convert to Smart Object. Ok, đối tượng của chúng ta đã được chuyển đổi sang thành dạng Smart Object. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tạo cái vùng chọn cho nhân vật. Thao tác này là cần thiết vì trong bức ảnh của chúng ta thì có một số các khu vực màu sắc nó tương đối giống với lại màu sắc của trang phục của nhân vật chính. Do đó nếu như mà chúng ta không cẩn thận khi chúng ta hiệu chỉnh thì nó sẽ làm thay đổi màu của cả những chi tiết bên ngoài mà chúng ta không mong muốn. Do đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là vào Select và chọn Subject. Chờ một chút để hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và tạo vùng chọn cho chúng ta. Và sau khi có vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ làm việc với một cái kỹ thuật là hiệu chỉnh trên lớp điều khiển Adjustment Layer, thay cho việc là điều khiển trực tiếp lên trên đối tượng. Để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng là Create New Fill or Adjustment Layer ở dưới đáy của Layer Panel. Cái biểu tượng của nó là có hai cái hình, có cái hình tròn mà chia làm hai nửa đen trắng đây. Chúng ta bấm vào đây và khi một danh sách mở ra thì chúng ta sẽ chọn Hue Saturation. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái lớp điều khiển có tên là Hue Saturation, và đồng thời thì nó sẽ xuất hiện luôn một cái mặt nạ đen trắng có hình dáng rất là giống cái vùng chọn mà chúng ta vừa có vừa rồi. Thế và khi chúng ta hiệu chỉnh Hue Saturation ở đây thì nó sẽ chỉ tác động ở trong cái khu vực vùng chọn mà chúng ta đã tạo ra vừa rồi. Thế nhưng đặc biệt là chúng ta không kéo Hue Saturation một cách thông thường như thế này. Tại vì nếu mà chúng ta kéo Hue Saturation bình thường thì nó sẽ tác động tới toàn bộ các cái vùng ảnh ở trong cái vùng chọn này. Đây, ví dụ các bạn nhìn, chúng ta kéo Saturation này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái váy này của chúng ta nó màu nó rực lên, nhưng đồng thời thì da thịt của nhân vật, hay là tóm lại là toàn bộ tất cả các cái tiềm ảnh ở trong cái vùng chọn này, nó sẽ chịu tác động chung của cái lệnh Hue Saturation này. Do đó thì chúng ta hãy bấm vào đây để hủy bỏ lệnh vừa rồi đi, mà chúng ta sẽ thay thế bằng cách là sử dụng một cái kỹ thuật nó được gọi là On Image Tool. Tức là chúng ta sẽ chỉ trực tiếp vào một khu vực màu cụ thể của nó, và khi chúng ta thao tác thì nó sẽ chỉ tác động tới khu vực màu đó mà thôi, và bỏ qua các cái khu vực có màu khác. Để thực hiện thì các bạn hãy bấm vào cái biểu tượng On Image Tool, tức là cái hình bàn tay mà di sang phải sang trái này. Các bạn bấm vào đây, sau đó thì các bạn đưa chuột lên trên cái khu vực màu mà các bạn muốn chỉnh. Ở đây thì có hai tham số mà chúng ta hãy chỉnh. Một là Saturation, là để hiệu chỉnh về cái độ bão hòa màu, tức là làm cho màu nó rực lên hay là màu nó dịu nhẹ đi. Ở trong trường hợp này, chúng ta bấm vào cái màu của váy này nhé. Đấy, và chúng ta nhấp giữ chuột và chúng ta kéo sang phải để tăng cái độ bão hòa màu lên. Đây, các bạn hãy nhìn cái slider Saturation, nó đang được kéo sang bên phải và màu sắc thì nó rực lên như thế này. Mà nếu chúng ta kéo sang trái thì nó sẽ gần như là cắt màu đi. Đấy, lúc này thì chúng ta sẽ thấy là nó chuyển thành tham độ xám. Và các bạn không thấy một chút nào cái sự đổi sắc hay là đổi cái độ bão hòa của màu da của người mẫu cả. Như vậy là chúng ta đã hiệu chỉnh xong được cái bước đầu tiên, tức là chúng ta tăng giảm cái saturation cho cái trang phục nhân vật. Thế còn nếu như mà chúng ta đổi màu cho cái trang phục thì chúng ta sẽ làm thêm một thao tác là nhấn giữ phím Ctrl, sau đó thì chúng ta kéo ở trên cái màu mà chúng ta muốn thay đổi.
Đây, nhấn giữ phím Control này và chúng ta kéo tiếp một lượt nữa ở trên cái trang phục của nhân vật này, kéo sang phải này, thì cái hue slider nó trượt sang phải. Kéo sang trái này, thì cái hue slider nó trượt sang trái. Và các bạn sẽ thấy rằng là màu sắc nó sẽ chuyển tương ứng với lại cái khu vực còn trượt mà nó dừng ở trên cái slider này. Đó, thì các bạn nhìn thấy là bằng một cái thao tác hết sức là đơn giản như vậy thì chúng ta đã có thể là hiệu chỉnh và thay đổi màu cũng như là sắc độ cho cái trang phục của nhân vật. Và nếu như các bạn muốn mà cái màu của cái váy này nó trở nên đồng bộ hơn một chút thì các bạn cũng có thể làm thêm như sau. Tức là các bạn sẽ bấm vào trong cái biểu tượng Add to Sample này, sau đó các bạn kích vào cái khu vực mà các bạn muốn nó chuyển màu theo. Đó, thì cái tông nó sẽ được chuyển theo nhau và do đó thì cái trang phục này trông nó sẽ có một cái sự đồng bộ hơn. Tất nhiên nó vẫn là có đậm có nhạt đấy, nhưng tông của nó thì nó đã chuyển cùng nhau. Thế và nếu các bạn muốn là trông cho người mẫu mà nó hồng hào lên một chút chẳng hạn, rực rỡ lên một chút chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể là bấm vào cái On Image này, các bạn kéo một chút trên gò má chẳng hạn, hoặc giảm đi, tăng lên. Đó. Thế nhưng mà chúng ta làm cho nó có một chút tương phản, đằng sau cũng là đỏ rồi, thì tôi muốn là cái sắc nó sẽ sáng sủa hơn, nó mát mẻ hơn, thì chúng ta sẽ kéo cái slider này sang cái phía bên trái để tôi sẽ tìm một cái màu xanh, xanh mướt, xanh mạ, xanh cốm gì đó để cho nó sáng lên và nó tương phản hơn với lại cái màu đỏ của cái xe phía sau, và đồng thời nó cũng sẽ làm cho cái mặt nó sáng lên. Chúng ta sẽ nhấn giữ Control này, chúng ta bấm này và chúng ta kéo sang phía bên trái sao cho nó chạy sang cái khu vực là đó. Thì lúc này thì chúng ta sẽ có một cái máy nó màu sắc nó sáng lên và nó sẽ làm cho cái mọi thứ nó tương phản tốt hơn. Thế và để hiệu chỉnh cho cái nhân vật của chúng ta nổi bật hơn thì chúng ta có thể sẽ điều chỉnh một chút về cái độ tương phản và chúng ta sẽ thêm một chút cái filter để làm cho cái nền nó trở nên mờ hơn một chút. Đây, chúng ta sẽ nhấn giữ phím Control và click vào cái biểu tượng mặt nạ để chúng ta tải lại cái vùng chọn. Và do chúng ta chỉ làm việc với lại cái phần ở bên ngoài nhân vật thôi, cho nên chúng ta sẽ đảo ngược lại bằng cách là vào Select và chọn Invert. Lúc này thì chúng ta có thể là chọn vào cái biểu tượng Grid New Fill or Adjustment Layer. Có vẻ là chúng ta có thể là vào Level chẳng hạn để chúng ta tăng giảm cái sáng tối một chút. Ví dụ như là chúng ta sẽ kéo cái slider ở giữa này, kéo sang bên phải một chút để làm cho cái màu sắc ở phía sau nó sậm tối hơn, để cho nhân vật phía trước của chúng ta nó sẽ trở nên nổi bật. Và để cho nhân vật của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn nữa thì chúng ta sẽ áp dụng thêm một cái filter. Chúng ta sẽ giữ Control và click lại vào trong cái mặt nạ này để tải cái vùng chọn cho cái phần học cảnh phía sau. Và chúng ta sẽ vào filter. Trong filter này thì các bạn sẽ vào phần Blue và chúng ta sẽ chọn Gaussian Blue. Và khi chúng ta áp dụng cái này thì chúng ta sẽ làm cho cái hậu cảnh phía sau thì nó sẽ trở nên là nhòe đi. Tuy nhiên là đây, chúng ta sẽ cần phải chọn lại là vào cái layer nền này. Đây, Filter, Blue, Gaussian Blue. Đây, bây giờ các bạn hãy nhìn, ví dụ như cái xe này của chúng ta chẳng hạn, hậu cảnh phía sau thì cái xe nó đã nhòe đi như thế này. Các bạn hãy điều chỉnh cái radius này làm sao cho nó đạt được tới một cái độ nhòe mà các bạn cảm thấy là vừa phải, đủ để làm cho nhân vật của chúng ta nó nổi bật hơn lên, thì các bạn có thể nhấp OK. Và chúng ta đã có một cái bức ảnh mà được điều chỉnh về màu sắc
và cái độ bão hòa màu làm cho thay đổi cái màu sắc của trang phục nhân vật chính, và chúng ta cũng đã làm dìm cái hậu cảnh đi cho nó tối đi và nó nhòe mất đi để làm cho nhân vật chính nó nổi bật lên. Và hy vọng rằng là một cái hướng dẫn nhỏ nhỏ như thế này thì sẽ làm cho các bạn có thể có thêm một chút kinh nghiệm để các bạn có thể hiệu chỉnh cho cái ảnh của mình nó được đúng ý của các bạn hơn.